Chào anh em ha. Sau một thời gian mình sử dụng AppTalk thì hôm nay mình tiếp tục ra một cái video nữa để chia sẻ cho anh em trải nghiệm khi sử dụng AppTalk đi bộ kiếm tiền. Tính đến thời điểm hiện tại, AppTalk này vẫn ổn định, chưa gặp vấn đề gì cả nghe anh em. Mình đã sử dụng hơn 3 tháng rồi, dù tiền nó không có nhiều nhưng chưa ảnh hưởng gì cả nghe anh em. Nếu anh em chưa tải và sử dụng, anh em cứ tải về trải nghiệm thử nghe anh em. Anh em có thể tải bằng hai cách. Thứ nhất là anh em cứ vào cửa hàng Sedlay mà tải về. Hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Và cách thứ hai là theo cái đường link dưới phần mô tả nè. Anh em cứ theo, tải về sẽ nhận được 3.000 đồng hoặc là 4.900 đồng. Tùy đợt cái app này nó khuyến mãi nghe anh em. Và thỉnh thoảng cũng không được tiền, vì app này có lúc khuyến mãi lúc ngừng. Nhưng anh em cũng đừng có lo, cái khoảng thời gian ngừng thì ít lắm, thường thì khuyến mãi 3.000 đồng là nhiều nhất. Để kiếm tiền trên cái app này có 4 cách nghe anh em. Thứ nhất nè, số bước chân. Thứ hai là quãng đường đi. Và cách để có được cái số bước chân và số km quãng đường đi mà anh em không cần phải đi đâu hết, chỉ ở một chỗ, mình đã ra hai cái video chia sẻ cho anh em trên chính cái kênh này luôn nghe anh em. Anh em có thể tìm hiểu thêm về tăng số bước chân, anh em xem dùm mình cái video này. Tuyệt chiêu không đi cũng tính bước chân. Còn để tăng quãng đường đi, anh em tham khảo dùm mình cái video này, thủ thuật tăng quãng đường đi trên AppTalk. Rồi bây giờ tiếp cái cách thứ ba để kiếm tiền trên AppTalk nghe anh em, là anh em tham gia vào cái nhóm Talk để lấy tiền thưởng từ bạn bè. Link nhóm mình cũng đã để dưới phần mô tả rồi. Anh em muốn tham gia cùng kiếm tiền cứ nhấp vào là ok. Và cách thứ tư để kiếm tiền nè anh em, anh em nhấp vào cái chỗ mời bạn bè. Có thể mời bạn bè trên Zalo nè, Messenger nè, hoặc là copy link để chia sẻ trên các trang mạng khác. Khi bạn bè của anh em tải cái AppTalk này trên cái đường link đó, anh em sẽ nhận được 3.000 hoặc là 4.900 đồng. Và cái người tải cũng nhận được y như vậy luôn nghe anh em. Chốt lại tất cả mình chia sẻ cho anh em trong cái video này, tức là cái AppTalk vẫn hoạt động bình thường, chưa gặp vấn đề gì tính đến cái thời điểm hiện tại nghe anh em. Mình xin dừng lại cái nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình ra nhiều cái video hơn nữa chia sẻ cho anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin chào.